Khoái tô đỉnh cùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon. Phiếu cùng rap Việt. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Nói chuyện với cô Vu Đồng Xu này hai mặt cái quế thì cũng giải quyết rồi nhá. Nói chuyện với cùng Vu Đồng Xu này hai mặt xong bắt đầu một đội đông xong. Nói chuyện với cùng Vu Đồng Xu này hai mặt xong rồi câu quế mới nhắc lại, tức em để rộng vô giữa. Dạ vâng, vâng, vâng. Thôi câu quế mới nhắc lại gào lúc nãy. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại.
những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa mẹ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah! Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.